Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn đen đen. Em đã từng có hai mối tình rồi, 11 năm em ế. Mời bạn nam. Xin chào Quyền Linh, Cát Tường cùng tất cả các khán thính giả trong phòng. Dạ. Xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi, xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Chào. Rồi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bạn bên kia cũng đã xuất hiện. Bây giờ bắt đầu mình ưu tiên cho anh. Tôi là Trần Thái Quang. Năm nay 53 tuổi, tuổi mèo. Mạng kim là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân Anh Văn và nhạc sĩ sáng tác. Làm việc tại tất cả các công ty ở quận 6 và quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò cố vấn, trong đó có một công ty với chức danh phó giám đốc. Dạ, cảm ơn anh. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên Thái Nguyệt, em là nhân viên kế toán của ngân hàng. Năm nay em 37 tuổi. Rồi tuổi gì, mạng gì giới thiệu luôn. Em tuổi Kỷ Mùi, em mạng Hỏa. Rồi, bây giờ mình trò chuyện chút xíu. Anh 53 tuổi thiệt á hả? Sao trẻ quá, trẻ hơn Linh luôn ta. Chà, cảm ơn Quyền Linh nhiều lắm. Không thật mà, trẻ ghê luôn á. Nhưng cũng phải hỏi anh nha, 53 tuổi thì mình trải qua lần đò gì đó anh? Nói chung thì cũng có nhiều lần đò. Dạ. Nói chung cuộc sống nó cũng ba chìm bảy nổi, bốn đen đen. Từng người tình bỏ ta đi những dòng sông nhỏ. Dạ. Nói chung bây giờ đúng số không là được may mắn trong tình yêu. Vậy thì anh có mấy cháu gì không? Chưa lập gia đình mà làm sao có con. Chưa lập gia đình vậy mà nãy giờ nó làm trò tưởng đâu là chưa. Trời ơi mừng chưa quá. Chưa lập gia đình. Vậy là chưa qua lần đò nào hết. Nghe tâm sự của ảnh cũng có khá khá mối tình. Thế còn mình thì sao, 37 tuổi đối với phụ nữ cũng không phải là nhỏ. Em đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình 5 năm, mối tình 6 năm. Hai mối tình là hết 11 năm. 11 năm em ế luôn. Rồi bây giờ kết thúc cái mối tình thứ hai tới bây giờ là được bao lâu rồi? Cũng được 3 năm rồi. Rồi tại sao 3 năm qua cũng không có được mối tình mới nào nữa hả? Lý do tại sao vậy bạn? Lý do là tại vì em không có tin tưởng nữa, hay là em cảm thấy em buồn quá, em không muốn nữa. Sau này thì em mua nhà rồi em sống riêng một mình, rồi tự nhiên em thấy buồn, rồi em cần có một người bạn. Nên em xin đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Wow, dạ. Trải qua hai mối tình 11 năm anh Linh. Dễ sợ luôn. Anh có mối tình nào sâu đậm mà kéo dài năm không anh? Có một mối tình đậm với một cô Việt kiều ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà không đến được tại vì cô ta bắt tôi chờ đợi quá lâu. Chờ đợi bao lâu? Chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Vậy thì ngọn lửa tình yêu nó tắt liệm trong anh hả? Nhưng mà tôi cũng cố gắng bằng các ca khúc cho tôi sáng tác để có gì hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng mình. Anh ơi, bên đây cũng cần hâm nóng lại và bên đây là thích nghe đàn nghe hát. Bây giờ anh trổ tài luôn đó anh, thử coi có hâm lại nóng được chút nào rồi mình trò chuyện tiếp anh ơi. Bây giờ tôi xin hát cái bài Tình Yêu Tuổi Ngày Thơ, viết về mối tình đầu tiên. Buổi sáng ấy tôi thấy em đạp xe trên con đường dài, bánh nón nghiêng nghiêng ép, tóc em bay vờn trong nắng mai. Tà áo trắng, nét thơ ngây, làn môi xinh xinh mỉm cười. Đôi chân ngà, nâng gót nhẹ, tâm hồn bao ước mơ. Tay nâng niu cặp sách mới, đi tung tăng lòng phơi phới, bước chân đến trường lòng ai thêm vấn vương. Anh như mây hồng trong nắng, em như một cành lan trắng, ngát hương cuộc đời lòng ơi ta lắng nghe. La 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 la. Nói chung là nhạc sĩ nên hát không có hay bằng ca sĩ. Quyền Linh cũng thông và các bạn thông cảm. Chủ yếu là cảm xúc anh à. Hát sao tự nhiên nó vui đời, yêu đời quá nhỉ, vui tươi quá nhỉ. Dạ, mời anh ngồi đi anh. Cảm ơn anh. Anh muốn tìm người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đó tính tình hiền, dịu dàng, chung thủy, biết quan tâm đến mình và mọi người. Điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Người phụ nữ là giả dối, bắt cá, nhiều tay, tính toán về vật chất, không chung thủy. Anh, nhưng bây giờ nếu mà kết hôn á thì mình sống ở đâu anh?
Tôi có nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là có một cái nhà riêng ở xã Phú Chuông, Nhà Bè. Dạ. Căn nhà cũng có tất cả 4 phòng ngủ. Thì của mình anh mở anh ngủ với ai? Thì bây giờ đang chờ, nói đàn ông xây nhà thì phải có đàn bà xây tổ ấm. Căn nhà nó hoàn toàn trống rỗng, nội thất chưa có gì hết. Bây giờ chờ một cái bàn tay để xây tổ ấm. Dạ. Bây giờ ví dụ đám cưới là chừng nào anh đám cưới được? Nói chung càng sớm càng tốt. Nhưng mà anh có khuyết điểm gì không anh? Có chứ, khuyết điểm thì ai cũng phải có hết. Khuyết điểm nhiều lắm, đôi lúc cũng lê mê, nóng tính, nhiều lúc mình hay lãng trí nữa. Thôi bây giờ em hỏi anh câu cuối đi, em về bển nè. Anh thích cái mẫu người bạn gái giống như ai? Cái mẫu hình, mẫu lý tưởng của anh nè. Mẫu lý tưởng á? Dạ. Thì gương mặt nói chung là thánh thiện, phúc hậu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Và tính bản lĩnh, vui vẻ giống như Cát Tường. Ồ, dạ cảm ơn anh. Để em về em coi lại coi có giống hoa hậu không. Em gái ơi, hỏi thiệt em gái nha. Dạ. Mình có ngại về tuổi tác gì không em? À, dạ không ạ. Tại vì em 37, anh 53 thì cũng phải là chênh lệch nhau nhiều lắm thôi. À, mình giới thiệu cho anh nghe một tí xíu nữa về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là hiền, thích cuộc sống gia đình. Còn những cái mặt còn hạn chế của mình? Mặt hạn chế của em là em rất nóng tính ạ. Vả lại nấu ăn của em không được khéo lắm. Chỉ nấu ăn ngang chừng mực gia đình thôi ạ. Vậy là tốt lắm rồi. Dạ. Nhưng mà em mới nói nóng tính, anh bên đây cũng nóng tính rồi sao? Em cũng thấy vậy đó. Ai nhường ai anh? Thì lúc mà người vợ mình mà nóng tính á thì mình phải nguội đó, mình phải im lặng đợi khi cô ta nguội rồi á, thì lúc đó hai vợ chồng mới tìm cách để nói chuyện với nhau. Dạ. Giàn hòa, có thể giàn hòa bằng một nụ hôn. Nhưng mà tính hỏi em là em có biết nấu bún bò Huế không? Anh thích ăn bún bò Huế lắm. Dạ có biết ạ. Dạ đúng là sở thích của anh, hợp tính với anh đó. Hôm nay anh đi có người thân nào đi theo anh không anh? À, có hai người bạn nhạc sĩ, nhạc sĩ Nam Vũ, nhạc sĩ Dũng Phạm ở dưới. À rồi, chào hai anh. Nãy giờ nhìn dưới là em cũng nghi nghi rồi. Vâng, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bạn anh vui tính quá. Anh nhận xét về bạn mình như thế nào? Dạ thì bây giờ nó như vậy anh Quang. Vì nghệ sĩ mà, do đó là hơi lãng mạn. Sau này có gì đó thì chịu khó là chấp nhận cái tính lãng mạn đó. Tại vì lãng mạn nó không có phải lúc nào nó cũng đẹp như người ta nghĩ là cái từ lãng mạn đâu. Và tôi là bạn với anh Quang, tôi thấy là cái cô bạn bên đây thì thấy là cô này cũng là dễ nhìn, phúc hậu, biết nấu ăn món Huế. Tôi biết là anh rất là thích ăn món Huế. À, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. À, còn bạn đi sao? Bạn có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em đi một mình ạ. Có lẽ để em qua em xem bên đàn gái thế nào anh ha. Rồi qua em thông báo với anh. Bên kia là Thái Quang, bên đây là Thái Nguyệt. Hai người thương quá trời luôn vậy đó. Dạ. Nãy giờ nghe anh nói cảm nhận thế nào? Em cảm nhận một người đàn ông em muốn tìm. Rất là vui. Dạ. Nhìn anh dễ thương lắm. Dạ. Rất là yêu đời. Dạ. Ha. Từ một người mà vui tính mà yêu đời thì người ta sẽ rất là dễ tính. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghĩ là bây giờ cho hai người gặp nhau đi anh Linh ơi. Cho hai người gặp nhau đi. Gặp lại hát một bài tình ca nào nhẹ nhàng ha. Kéo màn. Xin chào em. Dạ. Anh xin gửi tặng em một món quà. Dạ em cảm ơn món đây quà. Đây là cái album nhạc của anh. Dạ. Anh nhận thấy em có một khuôn mặt rất là phúc hậu, dịu dàng, mũm mĩm. Dạ. Nhưng mà rất là vui vẻ. Quan trọng nhất là sự phúc hậu á. Anh nghĩ em có một cái chiều sâu tâm hồn rất là phong phú. Em có chiều sâu tâm hồn nhưng mà tính em ít nói á. Những người ít nói thường nói nhiều ở trong tâm hồn. Anh hát tặng cô ấy một bài gì lãng mạn nhẹ nhàng thôi. Bây giờ anh xin hát một bài là trong cơn mơ người tôi yêu lại đến. Đến cùng tôi trong giây phút ban đầu. Tôi ngắm nàng nhìn đôi mắt bồ câu và thấy cả muôn màu muôn sắc thắm. Đêm hôm qua nằm mơ anh thấy em xinh tươi như anh khen mỉm cười. Đôi môi em yêu như nụ hoa vừa hé nở. Mái tóc liền thơm ngát mùi hương. Anh say sưa nhìn em đôi mắt mơ. Đi bên nhau cùng nhau bước thân thơ. Anh như mây bay và em như làn gió nhẹ. Em xinh đẹp như tiên nữ trần gian. Hay quá. Cảm nhận thế nào? Em cảm nhận em rất thích bài hát của anh ạ. Anh ơi cho em hỏi một câu này. Anh ở Giờ Bà dạy em, nhà của em ở quận 12 dạy. Anh có về thăm em không? Anh có chụp quen em không? Nói chung ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ nào cũng được hết em. Dạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu thật tình cảm. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Anh hy vọng kể từ giờ phút này chúng ta sẽ tìm hiểu để đi đến với nhau.
và cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ý của em như thế nào? À, em cũng mong rằng như vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Rồi. 1 2 3. Anh bấm gì nữa, nãy em chưa đếm anh bấm rồi. Ủa, đồng ý rồi đó, đồng ý hẹn hò đấy. Ngoan à. Tay giờ anh quấy đi. Tôi chưa đếm mà anh bấm mất tiêu rồi anh. Không, tự nhiên cái nút nó nhảy quá, không biết cái sao. Anh có thể hôn cô ấy cái hôn đầu tiên. Ý em thế nào? Thấy sao anh? Thấy sao anh nụ hôn đó như thế nào? Nụ hôn nó ngọt ngào, nó ấm áp. Chị thấy thế nào? Em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc. Chương trình sẽ tặng cho anh chị những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc anh chị có những buổi xem phim thật là hạnh phúc bên nhau nha. Dạ, em cảm ơn anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Để tặng anh chị nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn Huyền Linh, Cát Tường. Dạ. Dạ, mời anh chị.